Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau với Ai Cũng Có Chuyện. Và dĩ nhiên rồi, trong cuộc đời thì có người sẽ có được điều này, mất đi điều khác. Trong cái nhìn của chúng ta thì chúng ta lại nhìn những người xung quanh mình bằng tất cả những cái sự tròn trịa, mà tại sao những cái điều mình đang mong cầu á là họ có hết trơn hết trọi, còn bản thân của mình thì đôi khi phải chịu đựng những cái điều nó không có may mắn. Với rất nhiều câu chuyện được bày biện ra ở đây thì chúng ta đến giờ phút này hoàn toàn có thể gật đầu với nhau rằng trong cuộc sống này thì ai cũng có chuyện. Và tuần này thì là câu chuyện của ai và câu chuyện như thế nào, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này mọi người nhé. Dạ em chào chị ạ. Bây giờ thì ngay từ đầu chương trình thì em cũng đã có một cái yêu cầu á, là em không có muốn lộ diện. Vậy thì bây giờ chị sẽ gọi em với cái danh xưng gì nè để mình dễ nói chuyện với nhau? Dạ chị cứ gọi em là Kim ạ. Kim ha. Dạ. Rồi Kim hiện nay thì em đang sinh sống ở đâu và năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Em hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 27 tuổi ạ. Chúng ta ngồi với nhau ở đây trong một cái chương trình nó tên là Ai Cũng Có Chuyện. Điều này có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều chuyện. Dạ đúng. Như vậy thì chị không biết rằng là ngày hôm nay khi mà Kim gật đầu đồng ý tham gia cái cuộc trò chuyện này thì chuyện của em sẽ là chuyện gì, và câu chuyện đó em muốn bắt đầu kể nó vào thời điểm nào? Câu chuyện em muốn kể về mối quan hệ giữa em với mẹ và mối quan hệ giữa em và người yêu cũ. Và mối tình này nó vừa kết thúc cách đây một tháng. Vừa mới đây thôi. Dạ đúng rồi. Chắc chắn một điều rồi, việc mà mình ngồi ở đây mình kể lại một lần nữa cái nghi thức này với chị thì chị vẫn cảm thấy nó rất là quan trọng cho cái việc là chúng ta gói lại một cái sự kiện, hoặc là chúng ta sẽ nhìn ra được những cái điều quan trọng ở cái sự kiện đó để mình đi tiếp cái chặng đường ở phía sau cho nó chất lượng hơn. Thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với mẹ đi hả? Chắc chắn là cái mối quan hệ giữa em với mẹ nó sẽ nảy sinh những vấn đề trước so với cái câu chuyện giữa em với người yêu cũ. Vậy thì cái ký ức về mẹ và cái câu chuyện giữa mình với mẹ thì em nghĩ rằng là từ lúc nào thì em thấy là mình nhận ra nó có vấn đề? Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Từ lúc năm em 18 tuổi là em có nhiều suy nghĩ, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà em muốn kể là kể từ giai đoạn từ lúc mẹ em đổ vỡ hôn nhân. Mẹ em đổ vỡ hôn nhân năm em 3 tuổi. Em có còn những cái ký ức về cái cuộc hôn nhân giữa ba với mẹ không? Dạ không, lúc đó 3 tuổi thì hầu như là không có còn ký ức gì hết. Nghĩa là khi mình lớn lên thì mình cũng gần như không nhớ được những chuyện trước đó rồi. Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì năm em 5 tuổi, mẹ dắt em lên Sài Gòn. Em có một anh trai nữa. Thì anh trai em ở riêng bên ngoại. Còn em ở với mẹ thì 5 tuổi em bắt đầu lên Sài Gòn. Hồi trước ở dưới quê mẹ em có cơ ngơi rất là lớn. Nhưng mà sau khi ly hôn với ba thì mọi thứ nó đổ vỡ hết, nó sụp đổ hết rồi. Toàn bộ là tay trắng hết. Thì lúc đó mẹ em cũng không có nghề nghiệp gì hết. Thì cuộc sống ba mẹ con rất là khó khăn. Lúc nào sống cũng mắc nợ hết. Mẹ làm nghề gì trong cái quá trình mà mẹ cùng với em lên thành phố Hồ Chí Minh? Mẹ em có cái nghề thẩm mỹ làm về da, chăm sóc da. Nhưng mà không phải là làm cho tiệm hay gì, mà chỉ là ai gọi tới thì làm thôi. Khi nào có khách thì mới làm. Thì hồi trước thì cái nghề đó làm được á, làm rất là có tiền, thì cũng nuôi em ăn học được. Nhưng mà mẹ em lại rơi vào tình trạng đề đốm. Theo như bây giờ mình nhớ lại nè, thì mình thấy là cái lý do để mẹ sa vào cờ bạc đề đốm là cái lý do gì? Mẹ mong cầu cái gì từ cái việc đánh đề? Mong cầu để có cuộc sống có tiền tốt hơn. Đổi lo rồi. Cho em ăn học. Mục đích là chỉ cho em ăn học thôi. Tại vì anh của em á thì có một căn bệnh về động kinh, thì mẹ em không có hy vọng vào anh em nữa, chỉ hy vọng vào em thôi, thì cố gắng lo cho em ăn học. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa em và mẹ từ lúc lên Sài Gòn á thì không có gắn kết với nhau, cũng không có thể nào nói chuyện được với nhau. Mẹ em thì lúc nào cũng trách móc em, rồi lúc nào cũng kỳ vọng vào là mày phải học hành như thế nào, làm việc như thế nào, phải giỏi giang như thế nào. Nói chung là rất là kỳ vọng vào em. Mẹ em muốn em học cao để có công việc ổn định. Cái thứ hai là mẹ muốn em có một người chồng lo được cho cuộc sống mấy mẹ con. Chồng giàu. Chồng giàu. Lúc nào trong đầu em cũng suy nghĩ là mẹ mong muốn như vậy để làm cái gì, kiểu như là sinh em ra để mà có một món đồ để mà đầu tư vào, để sau này mà có lãi về cho mẹ, kiểu như vậy. Khi em nói như vậy có nghĩa là cái mong cầu mà mẹ dành cho em và mẹ nói với em nó không phải là một cái kiểu giao tiếp mang tính tích cực. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Em có muốn chống đối hay là em có muốn tiếp tục nói chuyện với mẹ không? Từ trước tới giờ thì em khó nói chuyện với mẹ, và hầu như mọi suy nghĩ của em là
chỉ cho em suy nghĩ thôi, chứ em không thể nào mở lời nói bất cứ cái gì với mẹ hết. Tức là không cãi, nhưng mà thực ra không hề êm ấm. Dạ đúng rồi. Ở với mẹ là hầu như 7 ngày là hết 5 ngày mẹ chửi em rồi. Ý là một bà mẹ khó tính như bao giới trẻ bây giờ gặp phải đó. Cái ký ức mà ở 7 ngày hết 5 ngày là nghe chửi, là thực ra là mình có thể thống kê là từ khoảng năm mình bao nhiêu tuổi là cái bầu không khí tâm lý gia đình nó như vậy rồi? Là từ lúc nhỏ cho tới lúc 18 tuổi luôn. Là cái diễn biến đó nó thường xuyên trong nhà. Thường mẹ chửi thì em làm gì? Em chỉ khóc thôi. Mẹ đánh em không khóc, nhưng mà mẹ chửi thì em lại khóc. Tại vì mẹ em chửi rất là nặng nề, kiểu tục tiểu luôn á. Mỗi lần em nghe mẹ chửi thì em khóc. Có lúc nào trong cái khoảng thời gian thiếu nữ của mình á, em cũng có mong ước là mình có một người yêu, một người chồng, càng sớm càng tốt, và mình ra khỏi cái nhà này? Dạ có. Em đã có ý định bỏ nhà theo bạn trai cũng 2-3 lần rồi. 2-3 lần luôn á hả chị? Dạ, đúng rồi. Lần đầu tiên mình nảy ra cái ý định là mình muốn bỏ nhà theo bạn trai là năm cỡ nhiêu tuổi? Lúc đó em chỉ mới 16 tuổi thôi. Quá trời đất rồi. Tại vì trong cuộc sống của em á, gia đình không hạnh phúc, không được mẹ vui vẻ với mẹ được, thì em rất muốn có người để mình làm cuộc sống em vui vẻ lên, chia sẻ được với em, thì em lúc nào cũng sẽ nghĩ là sẽ tìm một người bạn trai để chia sẻ. Tại sao em dùng nãy giờ trong rất nhiều những cái sự kiện thì cái cột mốc 18 tuổi nó trở thành một cái cột mốc rất là đặc biệt, mà em luôn dừng câu chuyện của mình ở cái cột mốc đó? Trong cái năm 18 tuổi đó, rất là nhiều thứ ập đến với em. Là năm nó cũng là năm em thi tốt nghiệp lớp 12. Năm đó em có dẫn về ra mắt mẹ một người. Cũng những câu nói của mẹ là mày phải quen thằng đó có tiền, phải lo được cho mày đồ này kia. Trong một cái lần cả mẹ chửi em á, thì mẹ mới nói với em một câu là hay là để tao dẫn mày đi bán trinh để mà có tiền, còn hơn là cho trinh nó cho những người không lo được gì cho mày hết. Thì lúc đó em nghe được câu nói đó em rất là sốc, và em để trong lòng tới tận bây giờ em vẫn không quên được. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì em đã gặp một vấn đề nữa là em bị bệnh rất là nặng. Em nằm viện suốt 2 năm trời. Nằm viện và điều trị tại nhà nữa thì suốt khoảng 2 năm. Em không biết lý do. Thì lúc mà đi khám thì bác sĩ nói với em là em đã bị mất một bên phổi rồi. Bác sĩ mới nói với em là, nói với mẹ em là tại sao không làm mẹ em không phát hiện con mình bệnh như vậy mà đi dẫn đi khám sớm. Để mà khi bây giờ đến bệnh viện là em không còn một bên phổi nữa. Nó hầu như là không hoạt động một bên phổi đâu. Phản ứng của mẹ em như thế nào với một cái bệnh đến bất ngờ như vậy mà nó nặng như vậy? Lúc đó là em không có trực tiếp để chứng kiến được cái cảm xúc của mẹ như thế nào. Nhưng mà lúc đó là hai mẹ con không có tiền để mà nằm viện. Thì mới đi chạy vay rồi này kia để em nằm viện. Thì thời gian em nằm trong bệnh viện á, em mới cảm nhận được là mẹ thương em như thế nào. Nhà em cảm nhận được là cuộc sống không có tiền, nó khó khăn tới cỡ nào. Thì vì lý do là em đến bệnh viện trễ quá, cho nên là cái một bên phổi của em nó không còn nở lên được nữa. Nó sẽ như vậy đến suốt đời luôn. Sau 2 năm em nằm viện á, thì mọi suy nghĩ, mọi thứ giữa em và mẹ nó thay đổi hoàn toàn hết. Cả mẹ em cũng thay đổi. Mẹ em không còn chế đề đớm nữa. Mẹ em bắt đầu đi tìm việc làm, bắt đầu đi làm công, làm công nhân thôi. Nhưng mà mẹ em rất là tập trung để đi làm kiếm tiền để lo cho em. Tích cực hơn. Tích cực mặc hơn. Dù vất vả hơn rất nhiều. Nhưng mà mẹ em là người thể hiện với em nhiều nhất. Lúc mà nằm trong bệnh viện là em cứ tưởng là em sẽ không vượt qua được nữa rồi. Thì mẹ lúc đó chỉ ôm em khóc thôi và nói những cái lời mà em rất thương mẹ. Nói kiểu như mày rồi tao sống làm như thế nào. Những cái lời mà trước giờ mình chưa bao giờ hình dung là mẹ sẽ nói. Dạ đúng rồi. Tại vì từ trước em chỉ nghe mẹ chửi thôi, chứ em đâu có nghe được những cái lời đó. Điều gì khiến cho em tích cực chiến đấu với căn bệnh của mình trong 2 năm? Mọi thứ là đều vì mẹ hết. Tại vì em ở với mẹ, có 2 mẹ con thì em đã ở với mẹ 10 mấy năm rồi. Thì bây giờ nếu mà em ra đi thì chỉ còn một mình mẹ thôi. Một cái câu nói mà mẹ đã nói với mình năm 18 tuổi, nó là một cái câu nói thực sự tổn thương và chấn động với một cái cô gái. Tại cái thời điểm mà mẹ nói cho mình nghe câu đó, đương nhiên là mình rất là sốc. Cái cảm giác ở 2 cái thời điểm đó nó có thay đổi không? Khi mà mình nhớ lại cái câu mà mẹ đã từng nói với mình. Thay đổi hoàn toàn từ cái cảm giác của em cho đến suy nghĩ của em. Nếu như trước đó cái cảm giác khi mình nghe câu đó là một cái cảm giác sụp đổ hụt hẫng, còn gì nữa không?
kể cả lúc đó là em căm ghét mẹ luôn đó. Oán giận. Thì sau đó em mới cảm nhận được là mẹ cũng có thay đổi suy nghĩ của mẹ. Nhưng mà từ đó về sau thì em quên bất kỳ ai, em cũng không dẫn về ra mắt mẹ hết. Vì em sợ những cái lời nói nó lặp lại. Em phải chắc chắn người đó có tương lai với em thì em mới dẫn về ra mắt. Nhưng mà hồi trước thì em suy nghĩ mẹ là kiểu như muốn đầu tư vào mình. Mẹ tệ. Nhà mẹ tệ. Còn bây giờ em lại suy nghĩ ngược lại là chắc có thể là mẹ đã thay đổi suy nghĩ và muốn mình, chỉ muốn mình hạnh phúc sung sướng hơn thôi. Thì cha mẹ nào cũng vậy. Sau 2 năm giống như em đi qua một cuộc đời vậy đó. Có nhiều người dành cả cuộc đời không thay đổi được cái mối quan hệ với cha mẹ của mình. Cũng không biết là nói là nó may hay là nó không may. Nhưng rõ ràng là sau cái biến cố đó chí ít mình cũng lời được một cái, đó là mình ngộ ra được cái tình cảm nó quá lẫn lộn trong suốt mười mấy năm đầu đời hả? Dạ, nhưng mà cái điều em cảm thấy may mắn nhất là mối quan hệ giữa em với mẹ càng ngày càng tốt lên. Không còn chửi nhau như hồi trước nữa. Thì mỗi ngày chỉ có vui vẻ hơn thôi. Thế thì đến khi nào thì mình mới chắc chắn được một cái người đàn ông mà mình tin là ổn để mình dẫn về ra mắt mẹ? Cái sự kiện đó nó có diễn ra không? Thì bây giờ mong muốn của em là vẫn muốn tìm được một người chủ yếu là lo được cho gia đình, lo được cho hai mẹ. Có nghĩa là tính đến thời điểm này vẫn chưa có người nào em dẫn về gặp mẹ? Dạ, vẫn chưa. Đến thời điểm này vẫn chưa? Dạ, chưa luôn. Ngay cả cái người yêu cũ mà ban nãy ngay đầu chương trình em nói là em có mối quan hệ với một cái người yêu cũ thì cái người đó cũng chưa được gặp mẹ luôn? Dạ, em chuẩn bị thôi chứ vẫn chưa gặp. Vừa mới chuẩn bị cái chia tay luôn? Dạ, đúng rồi. Cái mối quan hệ đó nó bắt đầu như thế nào để rồi mình cũng sửa soạn đi một con đường dài với người ta nhưng cuối cùng dừng lại? Anh này là đồng nghiệp của em, làm chung một công ty. Thì em làm được khoảng nửa năm thì anh mới bắt đầu để ý vào cô em. Lúc đầu thì em không đồng ý. Mối quan hệ giữa em với anh nó bị ràng buộc bởi đồng nghiệp, bởi khoảng cách, bởi tôn giáo. Trời, như vậy luôn hả? Cuộc sống, tính cách nữa. Do có quá nhiều khoảng cách nên em không đồng ý. Với lại một cái điều quan trọng đó là do em có dò hỏi tất cả mọi người trong công ty á, ai cũng nói anh rất là lăng nhăng. Công ty nó có rất nhiều chi nhánh thì ai cũng nói là mỗi chi nhánh là anh đã quen hết rồi. Nhưng mà lúc đó thật sự là em cũng không tin, tại vì nhìn ảnh rất là hiền. Ảnh học và làm việc về bên giáo dục văn học á, thì em nghĩ anh không phải là người tệ. Do anh này quá thuyết phục, những lời nói đơn giản thôi nhưng mà làm mình thuyết phục, kiểu như mình đã có cái nhìn thiện cảm về ảnh rồi cho nên rất là dễ thuyết phục. Nói gì mình cũng tin. Dạ, nói gì mình cũng thấy vui vẻ. Mặc dù trong thời gian mà hai đứa tìm hiểu, anh không có dắt em đi đâu chơi hết. Cũng không có nói chuyện xã giao kiểu như những cặp đôi yêu nhau mà chia sẻ những chuyện vui vui rồi kia là không có. Nhưng mà em vẫn cảm thấy thuyết phục. Cái rào cản của anh đó là do công việc quá nhiều. Mà em có đặt niềm tin vào ảnh là ảnh sẽ lo được cho em. Tại vì ảnh vừa làm ở đây nhưng mà ảnh có một công việc làm chủ bên ngoài. Em cũng nghĩ là sẽ quen anh này sẽ thay đổi được cuộc sống. An toàn. An toàn. Đúng với tiêu chuẩn mà mình đi tìm kiếm và mẹ đưa ra từ trước tới giờ. Kể cả cái ngoại hình và cách ăn nói và cái cách giao tiếp của ảnh, em cũng nghĩ là sẽ hợp với mẹ em nữa. Khi em quen một cuộc tình mà mình muốn đi xa với cuộc tình đó nha, chọn cho em với chọn cho mẹ, nhưng mình nghiêm túc mình đánh giá lại đi, cái nào nó làm cho em phải nghĩ nhiều hơn? Hồi trước thì em lúc nào cũng chọn cho em hết. Nhưng mà sau này, sau cái việc mà em bệnh á, thì em lại suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn, sống vì mẹ nhiều hơn. Và em muốn lấy ai mà phải liên kết được giữa ba người luôn, phải hòa hợp được. Chứ em không muốn là mẹ khó chịu về một vấn đề gì đó. Thì em nghĩ nó như vậy thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta tìm được cái người như vậy thì nó quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà thường cuộc sống thì nó không có hoàn hảo. Vậy thì nếu như buộc phải ưu tiên là hợp với em, làm cho em có một cuộc hôn nhân ở đó em cảm thấy mình yên ổn, với hợp với mẹ nhưng mà em vẫn có vài lấn cấn với người ta, thì em chọn sao Kim? Em vẫn chọn vì mẹ. Tại vì em đã lỡ một cuộc hôn nhân rồi cũng vì mẹ. Em cảm thấy giữa mẹ và người đó không hòa hợp được với nhau. Và giữa em và gia đình người đó cũng không hòa hợp được với nhau. Nhưng mà người đó lại là cái mối tình duy nhất mà không cắm sừng em. Rất là tốt với em và rất là hiền lành luôn. Ai nói lời chia tay? Em là người chủ động. Tại vì mình thấy là mình không có đáp ứng được cái điều mình mong mỏi nhiều nhất. Đó là mẹ hài lòng. Rồi, vậy thì cái anh mà nghĩ là có vẻ mẹ sẽ hài lòng nè. Rồi diễn biến cái cuộc tình đó làm sao? Sau cái lần mà em từ chối á, khoảng nửa năm sau thì anh cua lại em. Thì lúc đó em lại nghĩ anh đang rất là chân thành với mình, thì tại sao mình không cho anh cơ hội để
hai đứa quen nhau để mà tìm hiểu tiếp thì em cho anh cơ hội. Trong cái khoảng thời gian quen nhau cũng vậy, cũng không có đi đâu chơi, cũng không có nói chuyện gì nhiều hết. Nhưng mà được cái là đi ra đi vào công ty thì chạm mặt thường xuyên. Quen ảnh được 3 tháng sau thì em phát hiện ảnh đã có người yêu ở dưới quê rồi. Em vô tình xem được tin nhắn điện thoại của ảnh. Em cũng có hỏi thẳng thì ảnh nói là đã quen được 1 năm rồi. Ảnh thừa nhận theo cái cách là để mà níu giữ em, ảnh sẽ chọn em chứ không chọn người đó. Ảnh có một lý do duy nhất đó là yêu xa thì không thể nào đến với nhau được, do giữa hai gia đình đó không hợp với nhau. Hai gia đình không chấp nhận, ảnh sẽ không thể nào tiến xa được với người đó. Vậy chỉ là chia tay đi. Dạ đúng rồi. Thì em có hỏi thì ảnh nói là do thấy chị này tội nghiệp quá, hoàn cảnh nó này kia tội nghiệp, cho nên là muốn chia sẻ đồ này kia một thời gian thôi, sẽ cưới em chứ sẽ không cưới người đó. Cảm xúc của em lúc đó là sao? Em có tin không? Em cũng không tin đâu, tại vì em vừa phát hiện xong là em về em đã lóc hết, chặn hết mọi liên lạc với ảnh rồi. Em không muốn dấn thân vào cái chuyện mà bị cấm sừng nữa. Nhưng mà đi làm thì ngày nào cũng chạm mặt. Đúng rồi, chung công ty mà. Ngày nào cũng chạm mặt thì ảnh cứ gặp mình, ảnh cứ năn nỉ, thì mình lại xíu lòng. Cho nên là em cho cơ hội quay lại. Anh năn nỉ trong bao lâu mà em cho anh cơ hội quay lại vậy? Cũng cả tháng. Cả tháng rồi. Sau 1 tháng đó lại tiếp tục quay lại. Dạ đúng rồi. Thế thì khi cái lần quay lại này em có chứng thực được rằng là ảnh đang có những cái hành động rất là dứt khoát để chấm dứt cái mối quan hệ ở dưới quê không? Dạ không. Em vẫn tiếp tục phát hiện ra, vẫn với cô đó và với nhiều người khác nữa. Hả? Lại nảy sinh ra thêm nhiều người khác nữa. Dạ. Nhưng mà em chỉ là không có trực tiếp để mà biết được cái mối quan hệ nó như thế nào thôi. Mình chỉ phớt lờ qua là biết anh nó có quen người đó như vậy thôi, chứ không có biết sâu xa câu chuyện giữa những người đó như thế nào. Vậy lần này mình được nghe giải thích thì sao? Hầu như mỗi lần mà em phát hiện á, nãy em cũng nóng nảy, em cũng bộc trực, em dậy nảy lên. Nhưng mà anh lúc nào cũng im lặng, không nói gì hết. Giống như là im lặng để thừa nhận cái chuyện đó là anh có rồi, anh không cần phải nói nữa. Thì em nói đã, em đi về vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần mà xảy ra cái chuyện đó thì hai đứa im lặng, cỡ đâu 2-3 tuần á thì lại xuất hiện lại. Ảnh không có giải thích gì hết, nhưng mà tìm mọi cách để mà làm hòa với em. Thì cứ trong mỗi lần đó lại thuyết phục em là lại quay lại. Là câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại trong vòng 2 năm. 2 năm trời. Vậy thì cái điều gì ở ảnh dành cho em mà em tin rằng là cái người này mình có thể đi xa được? Thậm chí là mình còn tính toán đến cái việc đó là dẫn anh về ra mắt mẹ, trong khi cái việc này là một trong những việc mà hiếm lắm em mới có thể làm được. Em nghĩ là cái mấu chốt quan trọng nhất vẫn là em tin tưởng anh này có thể lo được cuộc sống cho em. Nhưng mà trong suốt thời gian quen nhau thì anh không lo bất cứ gì cho em. Em có suy nghĩ như thế này, đang quen nhau thì có thể người ta không lo cho mình, nhưng mà sau này cưới về chắc chắn người ta sẽ lo cho mình. Vì sao em nghĩ chắc chắn người ta sẽ lo cho mình? Cái gì hình thành cái niềm tin đó ở em? Không có gì hình thành hết, chỉ là em tự nghĩ vậy thôi. Dạ, em tự nghĩ vậy thôi. Tại vì em nghĩ anh này thì anh chị đột cũng lớn tuổi hết rồi. Anh này cũng lớn tuổi. Em nghĩ ảnh cũng không thể nào sống tệ với mình vậy được, có thể lo được cho mình. Trong thời gian quen anh mà cái câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại thì em có một suy nghĩ là do em chưa phải là vợ, một tháng mà cứ đòi chia tay ảnh mấy lần như vậy thì em nghĩ anh cũng muốn là đi tìm nhiều sự lựa chọn cho ảnh. Thì mình cũng không thể nào ép buộc ảnh để mà tập trung vào mình được. Thì nếu mà ảnh có sự lựa chọn tốt hơn thì ảnh cứ đi. Em nào cũng nghĩ tốt cho ảnh về chuyện đó. Nếu mà sau này cưới mình về thì ảnh sẽ tập trung vào mình thôi, sẽ không còn những mối quan hệ bên ngoài nữa. Vậy thì cái niềm tin đó vì sao nó đã thay đổi mà bây giờ gọi nhau là người yêu cũ rồi? 2 năm thì 1 năm sau vẫn còn quen, đó là năm thứ 3. Bắt đầu năm thứ 3 thì em lại phát hiện ảnh đang ngoại tình với vợ người khác. Cái chuyện đó bắt đầu em không thể nào chấp nhận được nữa. Nếu như ảnh muốn có sự lựa chọn khác thì phải lựa chọn một người đàng hoàng, chứ không phải là quen vợ của người khác. Lúc nào em cũng có niềm tin là anh sẽ... Chị hỏi thật nha, anh đã từng nói với em câu gì để em có những cái niềm tin như vậy? Chứ một người không có làm gì cho em hết trơn á, không có thể hiện gì hết mà tự nhiên em tin vậy thì nó vô lý. Em nghĩ đó là do tình cảm của em thôi, chứ không do vì gì hết. Là thực ra do em tự tưởng tượng ra luôn á hả? Anh có nói những câu yêu thương với em không? Nói rất là nhiều. Anh có mua quà cho em không? Dạ chưa. Anh có lo lắng một cái phần gì đó thuộc về kinh tế trong những lúc thắt ngặt hoặc là khó khăn cho em không? Dạ không có luôn. Chỉ có lời nói thôi. Dạ. Mà mình tin quá trời. Dạ. Sau khi mà lần đầu em phát hiện ảnh quen cô đó thì em vẫn cho cơ hội quen lại thêm một lần nữa.
Không, cơ hội lần này là lần thứ mấy rồi đó, chứ không phải là lần nữa đâu. Rồi sao? Sau dịch đó thì công việc của anh bị xuống đà, không còn làm ăn mà nó còn rơi vào tình trạng nợ nữa. Thì sau quá nhiều lần quay lại thì cái tình cảm nó cũng xuống dần rồi. Thì hồi xưa mỗi lần mà như vậy á thì em lúc nào cũng dậy nảy lên. Còn bây giờ thì em rất là bình thản. Em lúc đó em suy nghĩ nhiều hơn là tại sao ảnh quen nhiều người như vậy, rồi công việc của ảnh, rồi ảnh không lo được cho mình, rồi cả tính cách của ảnh cũng không phù hợp, cả về tôn giáo, gia đình cũng không phù hợp, thì tại sao mình phải chọn ảnh? Thì em quyết định dừng lại. Tới bây giờ là đã 1 tháng rồi, em không biết ảnh còn tìm em nữa không, nhưng mà tới bây giờ thì giữa hai người im lặng rồi, không còn gì nữa. Giờ hỏi thiệt em nha, em có chắc là em yêu người ta không? Nghiêm túc. Cái việc mà em ở trong cái mối quan hệ đó lâu như vậy và em cứ mắt lấp tai ngơ cho những cái lần mà rõ ràng là nó không có được chấp nhận trong một cái chuyện tình cảm, nếu như bây giờ nhìn lại em có nghĩ rằng bởi vì lúc đó mục tiêu lớn hơn của em trên cái mối quan hệ này là mục tiêu về mặt vật chất và một cái người đảm bảo cuộc sống vật chất cho em, nên là thôi thì mình cứ ở trong mối quan hệ này vậy và đợi một cái tương lai để mình ở trong một cái danh phận khác và mình được đón nhận cái điều kiện vật chất của người ta. Hỏi thật, mình nghiêm túc mình nhìn lại. Em thật sự bản thân em cũng cảm thấy rất là mâu thuẫn giữa hai chuyện là em không muốn lấy anh này và một chuyện là em muốn lấy anh này. Nó rất là mâu thuẫn giữa hai đó. Mỗi lần em nghĩ tới chuyện em muốn lấy anh này thì cái điều gì đã làm cho em cảm thấy là mình muốn lấy anh này? Lấy người này mình được cái gì mà lúc đó em nghĩ là em có muốn lấy người này? Được một đời sống vật chất mà mình cho là nó sẽ ổn. Được cái sự gật đầu của mẹ. Và điều này nó hoàn toàn mâu thuẫn với cảm xúc của em, cho nên em lại có tiếp một cái suy nghĩ thứ hai là mình không muốn lấy anh này vì mình không thấy an toàn, mình cũng không đủ rung cảm. Em cũng cảm nhận được là em không có tình cảm nhiều với anh. Nếu mà em có tình cảm nhiều thì em sẽ vượt qua hết mọi rào cản để mà công khai mối quan hệ này. Còn lần này là em không muốn công khai cho đến khi nào hai đứa lấy nhau thì thôi. Thì trong thời gian mà em nhanh quen là không có ai biết hết. Đương nhiên mẹ cũng không biết đúng không? Rồi vậy thì kể tới đây mình phải quay trở lại để mình một lần nữa xác định nè. Mặc dù em nói rằng bây giờ em quen một người, em chọn một người, em sẽ ưu tiên cái việc là người đó đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà mẹ em đưa ra, nhưng thì sao? Cái mối quan hệ gần nhất em thấy đó, nếu như chúng ta tập trung vào cái tiêu chuẩn đó, chính bản thân em không có tích cực để giữ gìn cái mối quan hệ này. Tại vì em cũng không có cảm xúc, em cũng không có đủ sự thiết tha. Chị sẽ không có dám nói về cái việc là em nên thay đổi tiêu chuẩn như thế nào, nhưng rõ ràng là cái việc mà chúng ta hiếu đạo với cha mẹ nó không đồng nghĩa với cái việc là chúng ta bỏ quên bản thân mình. Tại vì khi em bỏ quên bản thân mình rồi thì mọi cái lựa chọn của em nó đều không có được có cái sự nồng nhiệt á. Thì nếu như em hên em chọn được đúng cái người mà người ta gật đầu đi chung với em thì em đi trong cái mối quan hệ đó em cũng mệt mỏi, tại vì không đi từ cái sự mong muốn của mình mà là mình chọn người này vì đáp ứng được ba mẹ phụ huynh của mình, nó cũng khá là nguy hiểm. Thế thì khi mà ngày hôm nay em gật đầu em kể câu chuyện của mình ở đây thì nhìn lại em thấy mình được cái gì trong suốt một cái hành trình như vậy trên nhiều mối quan hệ kia? Em nhìn lại em không được gì hết. Em cảm thấy em mất mát nhiều hơn. Đến hiện tại bây giờ cái cảm xúc của em để mà tìm một mối quan hệ khác nữa thì nó cũng không còn nữa. Cái mong cầu của mình khi ngồi ở đây là gì? Cách đây 1 tháng em tìm đến chị là em chỉ muốn giải tỏa ra hết những cái nỗi lòng của mình thôi, chứ em không mong cầu gì hết. Em chỉ muốn mình có cảm giác thoải mái hơn. Thế thì bây giờ là mình đã giải tỏa được hết chưa? Hầu như bây giờ là 80% là em đã bớt gánh nặng về cái chuyện đó. Vậy em đã làm gì trong 1 tháng qua, trong lúc chúng ta chưa kịp gặp nhau? Có một điều bất ngờ là trong 1 tháng đó em không hề làm gì hết, em sống một mình. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một mình em với căn phòng đó thôi. Lịch trình mỗi ngày của em như thế nào? Lịch trình của em là sáng dậy đi làm, chiều về tự ăn uống rồi tối đi ngủ. Nhưng mà cái điều mà giúp em vượt qua được đó là em tự thay đổi suy nghĩ của mình. Chứ em không dấn thân vào những cuộc chơi. Em đã chuyển hóa suy nghĩ của mình như thế nào? Hồi trước thì em lúc nào cũng suy nghĩ là em sẽ trách người ta nhiều hơn. Tại sao người ta đối xử với mình như vậy? Tại sao mình như vậy mà lại đi tìm người khác? Nhưng mà bây giờ em lại suy nghĩ khác là em sẽ trách bản thân mình nhiều hơn. Em cứ cho là mình ngu thì mình sẽ rút kinh nghiệm để mà có kinh nghiệm về sau. Tiên trách kỹ hả? Tiên trách kỹ rồi hậu trách nhân hả? Rồi bây giờ thì ổn, thực sự ổn chưa? Bây giờ ổn khoảng 80%. Bây giờ trong đầu em vẫn suy nghĩ về những cái chuyện đó. Nhưng mà nó không còn đau lòng như hồi trước thôi. Hồi trước thì cứ suy nghĩ tới là khóc. Bây giờ là không còn rơi nước mắt nữa. Câu chuyện ngày hôm nay nó cũng thực tế thì nó vẫn đang rất là lững lờ.
chị cũng không biết là trong tương lai thì em sẽ sắp xếp lại mọi thứ như thế nào. Chị cũng hy vọng là cái sự yên ổn hiện giờ nó thực sự đang trên cái hành trình yên ổn đúng nghĩa mà sau này em sẽ đạt được. Nhưng mà bây giờ thì còn quá sớm để kết luận. Chị cũng hy vọng là em sẽ có thể sáng suốt để sau này với những cái lựa chọn quan trọng trong cuộc đời á, mình chọn xong mình không có bị hoang mang và mình thấy nó thỏa đáng thực sự. Nhưng mà cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay chị tin là nó có giá trị với em. Mặc dù đã vừa qua nhưng chí ít mình ngồi đây mình kể lại một cách đầy đủ theo đúng cái dòng chảy thời gian, nó cũng là một cái nghi thức để em có thể thấy lại mọi việc và có thể đón nhận nó đầy đủ hơn. Hy vọng là thời gian sắp tới sẽ nhận được những cái tin nó tốt lành từ em. Em khỏe mạnh rồi chị ơi, em vui rồi và em tự tin rồi trong những cái lựa chọn của mình, Kim ha. Cảm ơn em. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn rất là nhẫn nại đồng hành cùng với chúng tôi mỗi tuần ở Ai Cũng Có Chuyện. Trần Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1984, quê quán ở Kiên Giang, giờ đang làm việc ở Bình Dương. Mình làm công việc gì chị? Chị làm bên nấu ăn. Là chị nấu ở đâu ạ? Nấu ở bên khác. Ở công ty hay sao? Chị mô tả công việc của chị một chút giùm em ạ. Alo, chị nghe không ạ? Nghe. Chị nấu ở dạ, đang hỏi cái công việc của chị là cụ thể nó như thế nào hả chị? Cụ thể là chị nấu đồ ăn cho ship người Trung Quốc. Là chị nấu tại nhà hả? Không, ở trong công ty. Dạ. Rồi, chị chia sẻ giùm em điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị giùm em nha. Tình duyên của chị á là chị bị ly hôn hai lần. Là không hợp. Chị chia sẻ giùm em đi, lần đầu là mình ở được bao lâu, có con không, rồi tại sao chia tay ạ? 8 tháng là chị đã ly hôn rồi, lần sau thì 3 năm. Rồi, tại sao ly hôn chị? Nói chung là mới ban đầu thì cũng được, rồi chị ở rồi xích mích chuyện này chuyện kia rồi. Chứ lại ổng không có lo làm á, mình khuyên ổng đi làm này kia, ổng không chịu, rồi hành hung này kia, mình cảm thấy mệt mỏi quá mình đi thôi. Rồi người thứ hai thì sao? Cái đó người đầu tiên đúng không? Cái đó là người thứ hai, còn người đầu tiên á thì ở bên nước ngoài á. Thì chị quen làm sao mà 8 tháng? Là cái anh đó ở Việt Nam hồi đó cũng mười mấy năm rồi. Ảnh ở đây hai đứa cũng quen rồi, xong rồi ảnh đi theo gia đình đi về bên nước ngoài á. Rồi thời gian sau này ảnh kêu là thôi ở đó đi, rồi ảnh quay về, ảnh cũng lo gì đó, mình cũng chịu. Rồi ảnh thì qua về bển, ảnh có vợ, bển nói là mình không có chấp nhận gì, hai đứa. Ủa vậy là cái đó là có cưới ở bên này không? Tại vì làm đám cưới nhưng mà không có làm giấy đăng ký kết hôn. Tại vì nếu mà đăng ký giấy kết hôn á, thì ảnh không có được đi qua bển. Là ảnh làm giấy tờ đi qua bển trước, rồi mình mới gặp mình. Rồi ok chị. Coi như chị chia tay cái cuộc hôn nhân sau là bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm ạ. Rồi có con gì không chị? Có một bé trai nhỏ, 3 tuổi. 3 tuổi chị đang nuôi hay sao? Chị đang nuôi. Rồi bây giờ chị nuôi là có ai phụ chị không? Không, chị nuôi một mình thôi mà. Không ai phụ hết. Chị làm có hai mẹ con trên này nè, làm thì nuôi bé thôi, còn ngoài ra là không, bên kia không có cung cấp gì hết. Mà ở 3 năm thì cái người sau này nó chị nó không lo làm ăn á hả? Vâng, rồi nói chung là ăn chơi rồi về hành hung mình này kia, mình cảm thấy chịu không nổi. Rồi, bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào ạ? Nói chung là biết lo mình ăn, biết phụ gia đình, biết thương vợ, thương con là được rồi. Chứ ngoài ra chị cũng không cần. Chị muốn là tìm một người như thế nào chị? Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán đúng anh đó ạ? Ngoại hình đó thì trung bình cũng được, chị không biết, còn công việc thì phải ổn định, biết lo cho gia đình và con cái phụ chị á, quê quán ở miền Tây, tại vì chị cũng ở miền Tây á.
Rồi chị theo chồng được không? Chị về quê được không? Em nói xem. Chị về quê được không? Chị theo chồng được không á? À, đi theo chồng hả? Dạ. Chẳng được, không có gì. Rồi. Mà con chị là mới có 3 tuổi thôi á hả? Đang mưa quá rồi. À, đang mưa. Vậy con của chị là mới 3 tuổi thôi á hả? Còn nhỏ vậy hả? Rồi em nói đi. Rồi chị nghe. Alo, chị nghe rõ không ạ? Em nói đi, em nói là chị đang nghe nè. Chị nghe rõ không? Rồi, nghe rõ rồi. Rồi chị ơi, là con chị bây giờ có 3 tuổi rồi hả? Còn nhỏ vậy hả? Dạ, mình một bé trai 3 tuổi. Rồi chị có định sanh con nữa không? Tại vì nếu mà bé nó lớn nữa thì giờ con mình cũng sanh được kiếm đi một đứa nữa. Rồi ok. Điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Không nhậu. Đi làm về thì dành thời gian cho vợ cho con. Nói chung thì chủ nhật cái gì thì có bạn bè thì vẫn đi bình thường, nhưng mà chị sợ nhất là nhậu á. Chị bị ám ảnh nó nhậu mỗi lần ông nhà nhậu vậy là ổng hành hung á. Ừ. Rồi điểm gì nữa không chị? Không, chị đơn giản lắm. Rồi ok chị, nếu được chọn chương trình sẽ liên lạc lại. Dạ, mời chị. Chị tên là Quỳnh Thị Thu Hằng. Rồi. Chị nguyên quán là Long Lộ Tiền Giang. Dạ. Sinh năm mấy chị ơi? 1972. Chị Hằng sinh năm 1972. À. Làm công việc gì chị Hằng? Chị buôn bán hàng ăn trước cửa nhà, mướn mặt bằng bán lẩu cá thắt lát chính hiệu em. Rồi, chị nói một chút điểm mạnh đi em yếu của chị giùm em nha. Điểm mạnh chị là hòa đồng, vui vẻ, là hoạt bát. Còn điểm yếu là chị là không có rành đường, với lại là hay dễ bị tin người á em. Ta nói chơi mình cứ tưởng thiệt, với lại dễ xúc động. Thấy cái gì mà ai mà hoàn cảnh mà khó khăn mà nghèo khổ mà đăng lên là tự nhiên ngồi coi là khóc mình vậy đó. Rồi chị có năm 2002 tới năm 2008 thì chị ly hôn, chở vậy nuôi con gái chị năm nay là 30 tuổi tới giờ. Tại vì mình có con gái em, mình không muốn lấy chồng sớm thì mình để mình nuôi con mình lớn, chứ sợ nhiều khi cha dượng đổ em nó có những chuyện không hay xảy ra thôi. Ở vậy giờ hả, ông xã chị ly dị xong giờ ông cũng mất Covid rồi, ở riêng ông mất xong rồi chị thấy cũng buồn quá nữa, mình gả nó đi nữa rồi cũng buồn, mình cũng kiếm người bạn nào để có một kiểu như là mình san sẻ tâm sự vui vẻ vui buồn đi chơi đi này kia nọ cho nó đỡ cô đơn em. Rồi. Có giấy ly hôn đàng hoàng. Lý do tại sao mà ly hôn chị? Thì duyên nó tới đó là nó hết rồi em ơi. Chị chia sẻ cụ thể giùm em nha, mình không có nói chung chung, ví dụ như là duyên chưa duyên hết rồi hay không hợp, cụ thể là vì vấn đề gì ạ? Chồng chị cho cờ bạc nhiều quá chị chịu không nổi, phá hết tài sản hết rồi. Nhà bán cơ gia đình bên chồng chia 40 cây vàng ổng phá hết trơn rồi, thôi chị thấy hết nổi rồi chị ly hôn để chị sống mình, chứ để một người làm người phá là chị không nổi em, bởi chị sợ ao bài bạc lắm. Vậy thì chị ly hôn là cũng lâu rồi đúng không? 2008 là tại sao mà mình không tìm được người khác hả? Tại vì con mình là con gái em, mình có người khác vô đàn ông á, mình sợ nhiều khi vấn đề xảy ra cha dượng đổ em. Với lúc đó ông xã cũng ở gần chị cũng ông ở nhà ông kế cách có mấy cái căn chỗ chị mướn mặt bằng á, nên cứ thấy vậy mình cũng khó chịu nên chị thôi. Chị ở vậy chị nuôi con chị, sau này giờ ông mất rồi chị mới giờ mới thoải mái tinh thần mới kiếm bạn bè bạn muốn hẹn hò. Rồi bây giờ chị thích tìm một người như thế nào ở cái khu vực ở dưới đó? Bọn không có, chị bán quán này chắc cũng đông người lắm nè. Ai cũng nghĩ vậy mà chị ế dài em ơi. Ai cũng nghĩ là có
hay hết trơn á. Người ta ai cũng ta có gia đình có này kia nọ hết rồi, mình đâu có muốn phá ra mà dính đi dáng với nhà người ta đâu em. Mình bình thường thôi, sống thì sáng thì đi ăn sáng rồi trưa buôn bán, chiều đi tập gym, rồi tối về buôn bán vậy đó. Mà chị muốn một người là kiểu như là vui vẻ, hòa nhã, đừng nóng tính, đừng đen tuông với đừng cờ bạc. Có nhà có cửa thì càng tốt. Có cuộc sống em coi vòng vòng thành phố ở Tân Phú hay gì cũng được, tại nhà chị ở quận Tân Phú, Thủ Đức hay... Chị là bây giờ là chị đang ở đâu vậy? Chị ở quận Tân Phú. Dạ, là quê chị ở Cai Lậy, Tiền Giang thôi đúng không? Từ gốc á, còn chị ở 44 Nguyễn Xuân Phát, công Tân Xuân Nhi, quận Tân Phú. Chị ở đây là, chị mướn bên đây là từ lúc ổng bán nhà xong rồi qua đây mướn là từ 2006. Tới bây giờ chị ở bên đây, chị mướn mặt bằng, chị bán bên đây, chị nuôi con. Dạ, rồi con chị bây giờ là đã lập gia đình chưa? Chưa, nó 30 tuổi, chị nói chị mà thành công chương trình này, chị đăng ký cho nó tham gia luôn. Nó còn đi làm. Là rồi yêu nữa. Rồi cái nghề mẫu bạn trai chị có yêu cầu về công việc, về tuổi tác như thế nào không? Tuổi thì từ sinh năm 1960 đến 68, còn có công việc ổn định, đừng có ghen tuông, đừng có nóng tính là được à. Duy nhất là đừng có cờ bạc giùm quý vị. Dạ, dạ chị. Rồi ok chị, nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha. Mời chị nhé. Dạ. Dạ. Em tên Lưu Thị Thu, sinh năm 1991. Dạ, chị nói lại giùm em vậy ạ. Dạ, em tên là Lưu Thị Thu, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1991. Rồi, vậy chị Diệu đang ở đâu và công việc là gì? Em đang ở Bình Dương ạ. Em kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể đó là kinh doanh gì? Mua bán mỹ phẩm. Mình có cửa hàng hay là bán tại đâu? Bán trên phương diện nào? Bán online thôi ạ. Bán online. Vậy thì thu nhập của mình trung bình một tháng là sẽ được khoảng bao nhiêu? Tầm trên 10 triệu. Chị là quê gốc ở Bình Dương hay là mình quê ở đâu ạ? Quê ở miền Tây, ở An Giang. Chị lên Bình Dương lâu chưa? Được quen năm rồi. Chị Diệu có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm yếu thì hơi nhút nhát chút xíu. Điểm mạnh thì dễ hòa đồng với mọi người, như đi đâu cũng được mọi người ưa thích, nói chung là vậy. Trước giờ tình duyên của mình thì như thế nào? Là single mom. Single mom. Dạ. Cháu mấy tuổi rồi ạ? Dạ, bé được 10 tuổi. Bé trai, bé gái cả chị? Dạ, bé gái. Bé thế vậy, bé gái ở với mẹ? Đang ở dưới quê với bà ngoại. Đang ở dưới quê với bà ngoại. Anh chị lấy nhau, sống với nhau bao nhiêu lâu? Chúng mình cũng ngon được tầm khoảng 3 năm rồi. Sống với nhau 3 năm. Chị lấy ly chồng... Ly hôn 3 năm rồi. À, ly hôn 3 năm rồi. Thế sống với nhau bao nhiêu lâu? Thì con 10 tuổi rồi đó. Rồi. À, lý do ly hôn là gì ạ? Nhưng mà tại do người ấy ăn chơi, không ăn chơi gì mà cũng cái cuộc sống ta là người ta về cái ngành đó bên cá độ. Cũng thích. Vâng. Nhưng mà anh ấy có quan tâm chăm sóc gì cho gia đình nhiều không? Không. Vậy bây giờ chị mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào?
nói chung là có công việc ổn định, ổn định về kinh tế, rất quan tâm chăm sóc gia đình. Quan tâm chăm sóc gia đình. Ngoại hình sao? Thì ta tầm 1m7. Chung là ơn là tại vì em cũng mấy rồi, mấy sáu mấy rồi. À, mặt mũi thì sao ạ? Thì phải coi đồ cũng được trai chứ. Quê quán sao? Ổn định. Quê quán ở miền Đông Nam Bộ hoặc miền Tây, con nói chung không thích miền Trung hoặc miền Bắc. Đông Nam Bộ hoặc miền Tây. Rồi. Bây giờ người đó mà cũng có hoàn cảnh như mình, cũng có một bé cũng từng đổ hôn nhân một lần, có được không ạ? Lớn tuổi chưa vậy? Dạ bây giờ chị đang cắt tinh, thì chị cắt tinh xong thì bọn em mới đi tìm kiếm đối tượng chị ạ? À, nếu mà em có ấy thì có thể người lớn hơn em tầm 4-5 tuổi cũng được. Nhỏ hơn em hơn. Nghĩa là chị không chịu người nhỏ tuổi hơn? Vâng. Ý là cái người đấy có cùng hoàn cảnh ấy, đã từng đổ vỡ hôn nhân thì có được không? Có gì thì mình cần hiểu. Nhưng mà cái người đó là phải biết hiểu và thông cảm nha. Thông cảm. Rồi. Dạ. Chị còn yêu cầu gì bạn trai nữa không? Chung phải cũng có ổn định về kinh tế xíu chứ đừng có kiểu mà làm ngày. Ngày làm cái ngày đó nói chung cũng không được, tại vì mình cũng đã một lần rồi, mình muốn người có ổn định về kinh tế xuống cho mình vậy. Rồi ok, cảm ơn chị Ngọc Diệu nhé. Thì buổi hôm nay để làm quen lấy thêm thông tin của chị, thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại với chị nha. Dạ. Rồi. À, biên tập và sản xuất của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hai chị ha. Thì chị tự giới thiệu về bản thân mình giúp em ha, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Alo, chị nghe em nói không ạ? Alo? Alo? À, rồi, chị nghe rồi. Chị tên là Nguyễn Như Thủy. Hả? Cái gì chị? Nhỏ quá không nghe. Alo? Mưa hả? Mưa nghe không rõ ha em? Đó, bây giờ chị nói vậy thì em nghe nè, nhưng mà chị nói cứ kê cái mỏ lại là không, em không nghe được rồi. Nên chị nói lại đi, chị tên gì chứ? Nguyễn gì chị? Như. À, Nguyễn Như Thủy, rồi. Sinh năm 1980, quê Cần Giuộc, Long An. Rồi, chị Thủy làm nghề gì chị? Làm kế toán ở Vũ Bang, năm. Dạ. Kế toán ở ủy ban hả chị? Đúng rồi. Ủy ban của thị trấn Cần Giuộc luôn hay ủy ban nào? Xã Phước Lâm. À, rồi ok. Thì điểm mạnh điểm yếu của chị Thủy là gì ạ? Điểm mạnh chị là nói chung là năng động trong công việc. Nói chung là thích du lịch. À. Rồi mình có trường tài lẻ không chị? Cái nhược điểm của chị là hơi nóng. Ừ, cái đó là nhược điểm. Rồi ngoài ra thì cái tài lẻ chị còn có cái gì nữa không? Cái gì? Tài lẻ của chị có cái gì không? Ví dụ nấu ăn ngon, ca hát hay cái gì đó. Có tài lẻ gì không? Không. Không, nấu ăn bình thường. Ờ. Ca hát được không? Không luôn. Không ca hát luôn. Rồi có tập thể dục thể thao gì không? Không luôn. Rồi. Rồi chứ cái bình thường rảnh rỗi gì làm cái gì? Chị là công trường thường là tính toán con số không ạ? À, là chị thiên về là con số thôi. Dạ. Rồi, giờ tình trường của chị Thủy như thế nào ta? Là chị Chị gái 8 tuổi ở chung chị với ba mẹ. Ừ, là chị có một mình bé gái đó thôi hả? Là chị ly hôn bao lâu rồi chị? Hơn năm 2018. Ừ, rồi sau đó thì chị có thêm quen thêm ai không? Ừ,
không em? À, lý do vì sao mình lại gãy đổ hôn nhân vậy chị? Thì tính tình không hợp. Chị ở với anh bao nhiêu lâu? Năm cưới nhau năm 2015. Chị là ở với nhau 3 năm trời. Thì không hợp là không hợp ở điểm nào, và đỉnh điểm khiến đổ vỡ của gia đình là cái gì? Chứ tại vì ai cũng nói cái điểm không hợp hết. Thì chung chung quá tụi em không biết được. Là để tụi em còn tránh ra những cái vấn đề đó, để họ không làm mai chị lại cái vết xe cũ à. Thật thì nói chung là chị mày muốn một người đàn ông đó như nói chung là phải sạch sẽ. Không, chị nói gì thì lý do vì sao mà chị chia tay giùm em đi. Cái ông xã của chị á, ông có sạch sẽ. Nói chung là ổng không sạch sẽ. Là không tắm hả chị hay sao? Không tắm, không đánh răng. Để chị bạc tiểu đá nha. À, lúc trước chị có tìm hiểu không? Không, trời ơi, chị không nổi. Thế hả? Trời ơi. Nói chuyện cũng nói chung là cũng mặt. Ví dụ như chị nhức đầu chóng mặt, cái chị kêu ổng lấy cho chị ly nước, uống nước nóng ở trong cái bình thủy á. Ông ổng mắc cười đó, ổng vô ổng đưa cái bình thủy để bàn á. Cái gì rót uống mà không có cái ly để rót nữa. Trời đủ thứ hết em ơi. Nhưng mà lúc đó, lúc xưa chị có tìm hiểu không? Nói chung là tìm hiểu ít lắm. Cái đó là do may mối hay là do mình tìm hiểu như thế nào chị? Giống như chừng ổng đi làm xa một tháng, hai tháng mới gặp nhau nói chuyện uống cà phê một lần. Mình không biết tính tình á. Rồi. Rồi bây giờ muốn một mẫu người thì như thế nào sẽ phù hợp với chị nè? Alo? Em nói gì? Em nói bây giờ mẫu người của chị mong muốn là gì? Thì công việc làm tỉnh. Rồi còn gì nữa chị, về ngoại hình, về tuổi tác, về công việc? Thì khoảng 50 tuổi đi. Dạ. Có việc làm ổn định, biết lo vợ con. Nói chung là người đó mà có gia đình thì cũng không sao mà phải đổ gãy thì không sao được. Mà phải nói chung là phải sạch sẽ, gọn gàng. Biết giống như biết ra lăng tiếp chứ không phải hay lúa. Nói chung là cũng biết ăn chơi xíu đúng không? Cũng được á. Rồi. Nói chung là chị cũng có bạn mà nó như vậy nè, cái vấn đề nó như vậy nè. Sạch sẽ, đàng hoàng lắm. Nói chung là lúc nào cũng thấy bảnh bao á. Mà đều có điều làm tài xế mà học đều không có làm, không có một đồng trong túi đó. Không có một đồng trong túi mà lúc nào cũng nổ quá là cái tư cách vậy là mình không thích. À, chị không thích nổ. Rồi. Lo vợ con rồi được rồi, đừng ăn chơi rồi được. Giờ lớn tuổi rồi. Rồi. Độ tuổi là 50 trở lên ha. Đúng rồi. Rồi. Ngoài cái nổ ra thì chị còn không thích gì nữa không? Ngoài cái gì em? Ngoài cái nổ ra rồi thì có cái gì không thích nữa không? Nó nhiều. Alo. Nó nhiều. Rồi ok. Thì ở đây thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi ha. Thì nếu như mà chị được lọt vòng 2 của chương trình, bạn muốn hẹn hò hoặc là có người phù hợp để ghép đôi cho chị thì chương trình sẽ gọi lại để chị nói chuyện nhiều hơn với lại biên tập ha. Em cảm ơn chị, em chào chị ạ.